Thiếu nhi thủ đô năm 2023 của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta đến với phần tổng kết lớp tập huấn, ngay sau đây chúng tôi xin mời toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và các bạn chúng ta cùng thưởng thức phần biểu diễn báo cáo của các học viên của lớp tập huấn chúng ta. Mở đầu sẽ là phần hát tập thể ca khúc đầu tiên Bên Trang Sách Hồng của nhạc sĩ Trần Văn Linh. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Bye.